Sắp tới, Gia Bảo Luxury sẽ tham dự sự kiện Dubai Watch Week, quy tụ của những nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất trên thế giới. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 11. Trong giới chế tác, sự kiện Dubai Watch Week chỉ đứng sau Bezoguer và Hong Kong Watch and Clock Fair. Bezoguer, Gia Bảo Luxury đã tham gia từ tháng 3 đầu năm. Gia Bảo Luxury sẽ để link ở bên dưới các bạn nhé. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để đón nhận những tin tức mới nhất từ Gia Bảo Luxury. Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại quay trở lại trong chuyên mục review đồng hồ. Ngày hôm nay thì nhân vật chính sẽ là chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 36118238 và chúng ta sẽ cùng đặt lên bàn cân để so sánh với chiếc 128238. Nếu như trong tình yêu người ta thường truyền tay nhau câu nói rằng đừng bỏ lỡ mặt trăng của riêng mình chỉ vì mải miết với những vì sao. Để nhấn mạnh sự chung thủy thì trong thế giới đồng hồ, tình yêu với những cỗ máy thời gian cũng tương tự như vậy. Giữa muôn vàn mẫu đồng hồ trang sức lấp lánh thì chiếc Rolex Day-Date 36118238 lại khiêm nhường giữ trọn vẻ lịch lãm, cao sang nhưng cũng đủ khiến những tín đồ đồng hồ cứ mãi đắm say. Là thành viên của gia đình Rolex Day-Date huyền thoại, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1956, những mẫu đồng hồ kế nhiệm của bộ sưu tập này chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Xuất hiện lần đầu trong diện mạo cổ điển, cỗ máy thời gian này có bộ vỏ khung trong chất liệu vàng 18K cao cấp nhà Rolex, đi kèm vành bezel khía rãnh cùng hệ thống dây đeo President độc quyền. Sử dụng duy nhất một chất liệu vàng nguyên khối 18K không những không khiến sản phẩm bị giảm độ hấp dẫn mà còn làm tăng sự tỏa sáng khi để dưới ánh sáng mặt trời. Khả năng tán sắc của chất liệu vàng 18K ở bộ vỏ cùng thiết kế khía rãnh độc đáo của vành bezel khiến mặt trăng trong tiềm thức của những người yêu đồng hồ President bấy lâu vẫn tỏa sáng, vẹn tròn và khó có thể thay thế bằng những mẫu đồng hồ khác. Không chỉ sở hữu bộ khung vỏ có kích thước 36mm và vành bezel hoàn hảo cả về chất lượng lẫn độ nổi bật, chiếc 118238 còn có phần dây đeo President độc quyền với thiết kế trang nhã, bắt mắt. Không cứng nhắc, thể thao như dây đeo Oyster, hay quá nhiều chi tiết, mảnh mai như Jubilee. Dây đeo đồng hồ kim loại President với mối nối 3 mảnh bán nguyệt được chế tác vào năm 1956, kèm theo khóa cài Cloud Clasp đã khiến sản phẩm trở nên tinh tế và đem lại sự thoải mái. Thêm vào đó, chiếc đồng hồ này còn được trang bị núm điều chỉnh 2 tầng Twin Lock xung quanh khía rãnh sâu, giúp thao tác chỉnh giờ dễ dàng cũng như đảm bảo khả năng kháng nước lên tới 100m của phiên bản đồng hồ tổng thống này. Thế nhưng, nếu chỉ xét bộ vỏ, vành bezel, dây đeo President hay núm điều chỉnh, ta sẽ không thấy được trọn vẹn kỹ thuật chế tác đồng hồ bậc thầy của thương hiệu Rolex ở cỗ máy thời gian này. Điểm nổi bật nhất của chiếc 118238 không thể không nhắc đến là mặt số màu xanh lá độc đáo. Mang giá trị thẩm mỹ cao, sắc xanh của mặt số khiến nhiều người xem liên tưởng đến một viên tourmaline xanh lục mang lại phong thủy tốt cho những ai sở hữu. Mặt số trải tia sunburst, sức mờ, tinh tế, hướng về trung tâm mặt số. Trụ kim đồng hồ đã tạo hiệu ứng xanh lá hiển thị theo mức độ với những điểm sáng tối khác nhau tùy thuộc vào hướng sáng. Sự thành công của chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 36118238 mặt số xanh lá không dừng lại ở màu sắc nổi bật mà còn gây ấn tượng bởi bộ kim và cọc số phát quang sắc nét. Phóng to mặt số chiếc đồng hồ, ta sẽ thấy rõ hơn được độ mảnh mai, chi tiết của bộ kim truyền thống bằng vàng sáng bóng. Những nghệ nhân chế tác đã không quên phủ lên những cọc số một lớp phát quang chromoly để giúp cho việc quan sát giờ trở nên dễ dàng hơn trong môi trường thiếu ánh sáng. Hoàn thiện cho mặt số màu xanh lá bắt mắt của chiếc đồng hồ này là logo thương hiệu cùng tên thương hiệu được đính thủ công dưới góc 12 giờ màu trắng quen thuộc. Trên mặt số, cỗ máy thời gian này được trang bị hiển thị một ô chỉ thứ ở góc 12 giờ và ở góc 3 giờ là ô cửa báo ngày với tròng kính Cyclops phóng đại số ngày nằm trên mặt kính sapphire chống lóa. Kính phóng đại Cyclops được xem là đặc trưng nổi tiếng và đem lại tên tuổi riêng cho nhiều bộ sưu tập đồng hồ có ô cửa báo ngày của Rolex bởi khả năng phóng đại ô báo ngày nhỏ giúp người dùng quan sát dễ dàng. Thật ngạc nhiên là tất cả các bộ phận trên mặt số đều được làm thủ công một cách tỉ mỉ, khiến chiếc đồng hồ này xứng đáng là mẫu đồng hồ tổng thống dành riêng cho các chính khách, lãnh đạo lớn của một nước như Rolex đã từng tuyên bố. Được xem là biểu tượng cho phân khúc đồng hồ cao cấp và gắn liền với nhiều đời tổng thống Mỹ, chiếc đồng hồ này đã trải qua những bài kiểm tra khắt khe của thương hiệu cũng như là Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ. Do đó, khi ra mắt dưới mọi điệu, sản phẩm hoàn chỉnh của mẫu đồng hồ này cùng lúc đạt hai chứng nhận. Một là của COSC và một là của riêng Rolex, chứng nhận Superlative Chronometer, đảm bảo độ chính xác lên tới -2/2 giây một ngày.
Mạnh mẽ, trang nhã và lịch lãm là những cụm từ được giới mộ điệu ưu ái dành riêng cho dòng đồng hồ tổng thống. Sự mê hoặc của những phiên bản đồng hồ day date chưa bao giờ thôi hấp dẫn với bất cứ ai đã và đang sở hữu hay biết về chúng, giống như một mặt trăng giữa muôn vàn vì sao tinh tú. Chiếc đồng hồ mặt số xanh lục này đã góp phần khẳng định thêm tầm cỡ của bộ sưu tập. Được biết, cỗ máy này có mức giá bán lẻ là 31.350 USD. Màu xanh lá có một ý nghĩa đặc biệt đối với thương hiệu Rolex. Có lẽ bởi vậy mà trong nhiều vật dụng đi kèm với đồng hồ đều có màu xanh lá. Từ hộp đựng đồng hồ bằng gỗ, sổ hướng dẫn sử dụng đến tác đi kèm cũng là màu xanh lá và được đệm thêm với màu vàng. Hơn hết, Rolex còn quyết định sử dụng tông màu này trong rất nhiều phiên bản đồng hồ tung ra đúng đợt kỷ niệm của hãng. Ví như chiếc Rolex Submariner 116610 LV sở hữu nguyên vành bezel và mặt số trải tiêm màu xanh lá hấp dẫn, đến nỗi nhiều người sưu tầm gọi đây là chiếc Rolex Hook. Những chiếc đồng hồ màu xanh lá cực kỳ được yêu thích tại thị trường phương Đông bởi theo phong thủy, màu xanh đại diện cho sức sống mãnh liệt, sự sinh sôi nảy nở cũng như là sự may mắn đem tới tài vận cho chủ nhân. Cùng với mẫu đồng hồ day date 118238 ngày hôm nay thì Gia Bảo Luxury cũng có một chiếc day date 36mm có mặt số xanh lá mang mã hiệu 128238. Không khó để nhận ra mã hiệu của hai mẫu đồng hồ này có nhiều điểm tương đồng. Cả hai mẫu đồng hồ đều thuộc dòng day date 36, song lại thuộc về hai thế hệ riêng biệt. Mẫu đồng hồ 128238 sở hữu bộ máy hoàn toàn mới so với mẫu đồng hồ 118238 và đây được xem là yếu tố tiên quyết để phân biệt hai mẫu đồng hồ. Bên trong mẫu đồng hồ 128238 là bộ máy 3255 đầy cải tiến, vốn được trang bị cho dòng day date 40 đầu tiên vào năm 2015. Bộ máy này so với máy 3155 có trong phiên bản Rolex 118238 cho thấy những ưu điểm vượt trội như khả năng dự trữ năng lượng đã tăng lên gấp rưỡi. Hay là Caliber 3255 là bộ máy đầu tiên đạt chuẩn chất lượng kép từ tổ chức COSC cũng như chính Rolex, điều đảm bảo mọi chiếc đồng hồ phải hoạt động chuẩn xác với size số cho phép hàng ngày từ trừ 2 giây tới cộng 2 giây. Tuy nhiên thì liệu đó có phải là toàn bộ sự thay đổi cũng như là nâng cấp mà Rolex đã tiến hành trong dòng đồng hồ day date khi tham gia sự kiện Bezel World 2019 hay không? Bên cạnh việc trang bị cho dòng đồng hồ day date 36 bộ máy hoàn toàn mới, Rolex cũng đã tuyên bố rằng hãng đã điều chỉnh một phần nhỏ về kích cỡ đồng hồ nhằm tạo cảm giác thoải mái nhất khi chúng ta đeo chiếc đồng hồ trên tay. Một chiếc đồng hồ dress watch tiêu chuẩn như là day date 128238 buộc phải làm thỏa mãn đại đa số người chơi đồng hồ bởi quá trình sản xuất mà Rolex hiện đang thực hiện là dây chuyền khép kín, cho nên hãng hầu như không nói tới quá trình thay đổi các sản phẩm bên mình như nào. Chỉ có vài tin đồn phong phanh được đưa ra rằng hãng đã thay đổi dáng càng để nó được vắt cong và ôm cổ tay hơn, hoặc đó là việc Rolex triển khai đặt trong mỗi suốt dây một mảnh bằng gốm ceramic bảo hộ, tránh việc dây đeo bị rão khi sử dụng trong một thời gian dài. Như vậy về mặt hiệu suất hoạt động thì rõ ràng chiếc 128238 vượt trội hơn hẳn so với 118238. Sự vượt trội được chứng minh qua tính chính xác, qua khả năng dự trữ năng lượng hay cả chống sóc mà tôi đã điểm tại bên trên. Còn về nét thẩm mỹ thì thực sự là 118238 và 128238 có quá nhiều điểm tương đồng. Hai mặt số có sự cuốn hút cũng như là điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nếu như 118 sở hữu mặt số phẳng, trải tia, thẳng tắp thì 128 lại hiện lên với màu xanh ombre mới mẻ. Với thẩm mỹ thì sẽ không có mẫu đồng hồ nào hơn mẫu đồng hồ nào cả. Thật vậy, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình. Chúng ta yêu thích một chiếc đồng hồ nào đó thì như một lẽ dĩ nhiên nó sẽ đẹp trong mắt ta mà thôi. Và đó là tất cả những gì chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin thú vị cho các anh em đam mê đồng hồ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Sắp tới, Gia Bảo Luxury sẽ tham dự sự kiện Dubai Watch Week, quy tụ của những nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất trên thế giới. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 11. Trong giới chế tác, sự kiện Dubai Watch Week chỉ đứng sau Bezel World và Hong Kong Watch and Clock Fair. Bezel World, Gia Bảo Luxury đã tham gia từ tháng 3 đầu năm. Gia Bảo Luxury sẽ để link ở bên dưới các bạn nhé. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để đón nhận những tin tức mới nhất từ Gia Bảo Luxury.